Rồi, xin chào các bác, cô chú, anh chị. Hôm nay lại ra chợ Hà Đông nhé, Hà Phúc Hà Đông nhé. Mưa, rất là mưa các bác. Mặc dù em nói rất là to các bác, nhưng mà chắc là mic nó bắt hơi bé các bác. Một số các bác thấy nó hơi bé, các bác thông cảm nha. Một volume to lên tí nha. Cái buổi chết rồi, đang mưa rồi, không biết có quay được không. Bố là tí nào hay tí đấy các bác nha. Cái ổi, ổi gì mà quả nó to mà nó nhiều này nhé, kinh nha các bác, cái cành nó này. Có cây gì không anh? Đây à, của anh à? Mang ít thế, mưa thế nhỉ. Ổi lai à? Ổi lai mẹ này, một chùm của nó mẹ không biết bao nhiêu quả dã man này. Ước khuyết thì không nói được mà quả dã man quá. Quả này không biết bao nhiêu quả, bây giờ tính bằng cân thì cũng chưa tính quả thì nhiều lắm. Đây này mẹ dụng đây dưới kia. Giống ổi gì không biết. To, quả to mà. Ổi lai nhỉ. Con này thì cây to như này nè. Ổi này chắc cao như này. Ổi này chắc ăn thì như bát con. Nhưng con này chắc ăn nhạt. Không, đúng theo mùa đó. Có lúc ăn ngọt lắm. Chỉ thấy nhiều quả thôi. Ổi muốn ngọt thì muốn thêm tí kali mà. Em tưởng nắng nó mới ngọt. Nhiều quả thế. Thấy nhiều quả thích chứ cây này thì chả có gì. Này chỗ kia nhiều quả nó gãy cả cành. Ai nó gần như giáng long. Giáng long. Đây là con này mà. Con này của ông Lập. Ông Lập. Đâu, quá thì kinh lắm. Quá thì ra mà lắm. Không nên không hỏi. Cứ tí thì thấy mình quan tâm thì đồng quát dã man. Để bỏ qua cái ổn tí sang bên vực này nha, khu vực của ông Khải này. Ông Khải thì chỉ có những cây tầm tầm như này thôi, cái tầm này. Không có gì. Còn du dưới nhà nhà hoặc là mấy cây cần thăng, rồi ở đây này có cây mật chuối, du chuối cần thăng, một số cây sung. Nói chung con này chơi được, tạm được. Cây này hơi to quá, cây này to quá, to hơn cả cành dưới. Bác nào mà thích chơi du chơi suối thì ra đây là hợp lý rồi, giá rất là hợp lý. Chỗ này giá rất hợp lý đó. Sang một này, mày ông ấy, này ông mày lấy cái từng gì đẹp, lấy cái trường. Tiên là một từng vi. Nhìn mẹ như bị ung thư luôn. Hôm nay cố gắng đi sớm quá, tí nó mưa nên nó hơi vắng. Đang mấy nhỉ ba? Từng vi này. Đang mùa từng hoa từng vi đây. Từng vi này chúng tôi rất là nhanh. Cũng nhanh liền sẹo lắm, ví dụ những cái sẹo như này mà nó liền bít bít luôn, rất là nhanh. Đây là ông Lộc Vườn Trắng. Giá mà cái củ dưới này nó to một tí ấy, thì nó bè chỗ này ra thì nó hơi cân đối cái này hơn. Chỗ này là được ngày xưa là bị gập xuống,
xong lại ngóc lên, nhưng chỗ này bị gập to, chỗ này bé, bệ cũng có bệ nhưng bé, thiếu cân đối, đường nhìn trắng, chúng mình chơi được rồi. Đại lá rất to này các bạn. Đây vừa nãy xem cái ổi này, siêu quả này. Siêu quả. Đây ông được vừng đây. Tối hôm qua nó mưa quá, giò xe là một em Nam Điền. Không có gì đáng chú ý lắm. Nhưng mà mai chưa thủy. Mai thì đẹp này. Mai nó thiên nhiên thì đẹp. Sang đây quay cái đó. Đỡ bước. Đây này. Cốt mai trước thủy mới dán kiểu như là cây bao bác của trong khi ấy. Lùn. Độ 15 phân thôi. Nó đan đều đều thì đẹp, không cần nhiều dày, có thưa nhưng mà đều. Này thấp quá nên hơi khó khăn. Còn nữa vậy. Đây này các bác này, cốt trường vi này vừa nãy ông ấy chưa trả lời nên đi ăn sáng. Cốt trường vi này. Chạy đây rồi. Cái này là tư khô thôi nhưng mà thành gỗ luôn. Gỗ thực vi nó như gỗ ổi quá. Nhìn nó rất là thích. Đấy. Thích ạ, mình là thích rồi đấy. Đó đưa đá. Lộc non. Cái này thì cắt vào cái này đi, cắt vào cái này đi. Đang rất to, đây đang rất to. Đang to quá, to hơn rồi cái này. Lật lại cái ngọn ở chỗ này. Không lấy cái ngọn này nữa. Có người sẽ chơi nhanh thì sẽ cắt đến đây. Lật cái ngọn ở đây lên. Thấy cốt khá là hình, gọi là từng vi nữa. Đây hôm nay xỉ đã xỉ. Nặng đầu. Này, con này chân đẹp hơn. Cháy cũng được. Cháy làm lũa. Thank you.
mở hàng hả chị? Chưa. Sớm quá. Mưa này mua cây về trồng sướng. Sushi. Lúa đấy, thầy lúa đấy. Không, cái này chỉ làm mũi khoan lúa dê nó mịn thôi. Cùng hết rồi đây. Ok, chưa ra hết đâu. Đúng rồi, được chuyên chuyên đi pin lăn lóc xì đấy. Con này cắt bỏ đây thì sao? Cắt đấy thì lại mất, thì lại cây thì lại khót quá, khót quá. Qua đây. Khó phết đấy. Đấy, sang tiền luôn. Cái nào cứ con con kia. Cái con con kia bạn muốn chăng này đấy, bạn rồi. Cái nào? Kỳ lân. Kỳ lân này chân là sao hơi bé. Con này lại bị cháy mất. Đấy, mới sáng đứng tí mà đã thấy tập trung này không? Có đẹp là tập trung lại ngay. Này mà cái đằng sau này nó cũng to tí thì lại hay đấy, bé quá. Cắt bỏ hết những cái này đi. Cắt hết cái này. Cháy mất cái... Xong rồi à? Anh thế đang định quất. Mất thầy hỏi. Hôm nay cũng vừa đi ăn sáng ra. Đấy, bà thấy mình dò đâu là bà đi theo đấy, quất. Sau là nhìn thấy phải hỏi ngay. Ôm cái gốc cây. Năm. Mấy tiền đấy bác nhỉ? Mấy tiền nhỉ? 500. 500 cây nhỉ? Ổn quá. Ôi bây giờ mà mua được, giờ mà mua của bà ấy là phải mấy củ. Con này thì bao nhiêu đại ca? Cái này là 700. Cái này bán được.
bán rồi. Thế anh nhỉ? Nó có như hàng này thôi. Xa, sáng này hỏi ngay rồi. Mấy ông buôn này không không mấy ông buôn này là không 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 theo được rồi. Đấy. Vừa ra thì ông ấy đi ăn sáng. Đó. Mua là phải chiến, thích là phải quất luôn. Cảm thấy hợp lý rồi quất luôn ông Phát. Mình thích là người khác thích. Mình khác là người đấy. Bà Liên kia vào giờ bà ra và bán cái thấy mấy triệu vào bà ấy. Kinh lắm. Có ra đấy hô đi mẹ em 2.5 bà chị. Mặt thấp hơn nó không bán đâu. Kinh lắm. Cây đấy rất đẹp. Đẹp. Đẹp của phân bệ ạ. Nói tay thì tay cắt nó không là tử vi là nhanh, tử vi nhanh, nhanh mà kể cả sẹo to mấy nó liền được. Hồi mới là lâu rồi, hồi lâu.